Hello, chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube Spotlight. Trong buổi chiều ngày 16 tháng 12 thì tôi đang có mặt tại sân vận động Eco Park, sân cỏ nhân tạo. Nơi đây trong buổi chiều này sẽ diễn ra buổi tập của các cầu thủ U21 Nutifood JMG. Họ đang tập luyện để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U21 quốc gia báo thanh niên năm 2021. Ở giải năm nay thì Nutifood có một số sự bổ sung chất lượng từ các lò đào tạo khác nữa. Trong đó đáng kể phải nhắc đến thủ thành Elinie. Thủ thành Elinie được đội U21 Nutifood JMG mượn từ lò Đắk Lắk. Đây là sân cỏ nhân tạo, được sử dụng với mục đích thương mại là chủ yếu, nên là sân này sẽ được ghép bởi 4 sân 7. Và 4 sân 7 thì sẽ tạo thành sân 11. Tất nhiên là với đội bóng như Nutifood thì chắc chắn là họ phải tập sân 11 rồi, nên các cầu thủ đã bê những gôn con ra. Lúc này thì huấn luyện viên Gil Grachen đang có một số lời dặn dò với các cầu thủ. Đây mới chỉ là buổi tập thứ hai của U21 Nutifood thôi, sau khoảng 2 ngày họ được nghỉ. Do trong những ngày này thì ở PVF vẫn đang diễn ra những lượt trận cuối cùng, nên U21 Nutifood chưa thể thuê sân vận động ở trong trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF được. Cứ trước mỗi buổi tập thì các cầu thủ sẽ cùng đập tay nhau để hô hào và thể hiện sự quyết tâm. Đây là đội trưởng Thanh Khôi, người mang áo số 5, được thầy Zoom đánh giá rất cao ở trong lứa cầu thủ của mình. Và anh cũng từng là trụ cột của đội tuyển U19 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuzier. Đó là một tập thể hết sức là tài năng. Tuy nhiên thì do dịch Covid-19 nên vòng chung kết U19 châu Á đã không được tổ chức. Lứa cầu thủ đó đã cầm hòa được cả Nhật Bản ở vòng loại nữa. Đây là anh Nam PT, YouTuber Vlogger và là trợ lý của ông Gil Grachen. Nếu như mọi người mà có theo dõi kênh YouTube của anh Nam PT thì sẽ thấy anh quay rất nhiều với các cầu thủ thuộc lứa cầu thủ này. Còn đây là huấn luyện viên trưởng của U21 Nutifood JMG trong giải đấu năm nay, ông Gil Grachen. Thanh Khôi thể hiện đúng vai trò thủ lĩnh của mình ngay trong những bài khởi động ở trên sân tập. Bây giờ thì các cầu thủ U21 Nutifood JMG được chia thành các tổ để đá ma. Theo như tôi để ý thì đây có lẽ là tổ gồm những cầu thủ ưu tú nhất và nhiều khả năng là sẽ đá chính ở những trận đấu sắp tới của U21 Nutifood JMG. Chúng ta có thể kể đến những cầu thủ nổi bật như Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên, Quốc Việt, Lý Đức, Hồ Khải, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phan Nhật Thanh Long nữa. Nói chung là rất là nhiều các cầu thủ nổi bật của U21 Nutifood JMG. Đây là Hồ Khải. Hồ Khải là người Đồng Nai, thi đấu ở vị trí trung vệ. Hồ Khải này thì sinh năm 2K3 nha mọi người. Anh em có hiểu vì sao mà trong tổ đá ma này lại có 3 đội không? Chính xác là 3 phe, tức là áo bíp xanh và áo đỏ thì sẽ là 2 phe, chúng ta gọi là phe A và phe B đi. Còn hai cầu thủ mặc áo bíp cam ở đây thì tôi thấy là đó là Thanh Khôi và Vĩnh Nguyên. Đó sẽ là những người mang tính chất trung gian, tức là lúc nào cũng sẽ theo bên phe cầm bóng. Đây có lẽ sẽ là hai tiền vệ chính, là cặp tiền vệ trung tâm của U21 Nutifood JMG ở trong giải đấu sắp tới. Nên ban huấn luyện cũng đã sắp xếp để hai cầu thủ này ở vị trí trung gian, tức là những người luôn chuyển bóng liên tục. Thanh Khôi và Vĩnh Nguyên thì tôi cũng đã từng làm những video phóng sự về hai bạn này từ trước giải U19 quốc gia năm 2020. Thanh Khôi thì thần tượng Puyol, còn Vĩnh Nguyên thì cũng thần tượng Ozil. Và tôi thấy là hai cầu thủ này chơi với phong cách khá giống với những thần tượng của mình. Ôi xôi, Thanh Khôi còn sò háng cả anh Nam PT luôn. Nhìn cái đà này thì tôi thấy là ông ấy đang định sút cầu môn hoặc là sút sang ngang chẳng hạn. Đúng sang ngang không? Trời ơi, đúng là kỹ thuật của Thanh Khôi có khác.
không hổ danh từng là ngôi sao của đội tuyển U19 Việt Nam. Nhắm đúng sang ngang là sút trúng luôn. Không nói nhiều. Bây giờ thì ban huấn luyện của U21 Nội Phút đang cho các cầu thủ tập thi đấu đối kháng. Theo như quan sát của tôi thì đội bóng mặc áo bíp xanh là đội có sở hữu nhiều cầu thủ thường thi đấu chính hơn. Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên như ban nãy tôi bảo thì đây ở trong đội hình mặc áo bíp xanh cũng đang thi đấu cặp tiền vệ trung tâm. Thi đấu trên sân cỏ nhân tạo như này thì các cầu thủ cần phải hết sức lưu ý tránh chấn thương, bởi vì theo chia sẻ của các cầu thủ thì sân cỏ nhân tạo này khiến cho đôi chân của các em ấy bị mệt và đau khi mà chạy. Mà sân cỏ nhân tạo thì thường cứng hơn. Và đây cũng không phải là mặt sân cỏ theo tiêu chuẩn của FIFA, giống như các sân cỏ nhân tạo ở trong trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ở trong Viettel hay là PVF. Một số em thậm chí còn đi đôi giày khác, đôi giày mà chúng ta vẫn thường đá phủi. Dứt điểm đi nào. Cơ hội dành cho Cao Hồng Minh. Trời ơi, xoay người và dứt điểm rất quyết đoán. Hôm nay là Minh có hình ảnh đẹp với nhá Minh nhá. Không mấy khi đá tập mà lại có một video bàn thắng đẹp như này. Chúng ta hãy cùng xem lại nào. Bóng rơi xuống, Hoàng Minh không cần nhìn vào khung thành. Em ấy đỡ bóng và thậm chí là dứt điểm thẳng luôn. Do ở giải đấu lần này các cầu thủ U21 Nutifood mang đến hơn 30 cái tên, nên là lúc này một số cầu thủ đang ở ngoài để chờ đợi trận sau. Đây là Elinie. Úi dồi, qua đầu. Wow. Suýt nữa lại có một siêu phẩm nữa. Quả này nhanh quá, tôi cũng không biết là ai là người vừa dứt điểm nữa. Kết thúc buổi tập thì ban huấn luyện có đôi lời nhắc nhở. Buổi tập này thì kéo dài khoảng tầm 1 giờ đồng hồ. Và theo như tôi lắng nghe ở đấy thì thầy Zoom đã nhắc nhở các cầu thủ là hãy luôn chiến đấu. Bởi vì là có hơn 30 cầu thủ mang đến giải lần này cơ, nên sẽ có những người được đá chính, người thì dự bị, và thậm chí là có những cầu thủ còn không được đăng ký trong danh sách thi đấu. Tuy nhiên thì tất cả đều phải đồng lòng, đều phải cố gắng. Chúc cho anh em U21 Nutifood GMG sẽ thể hiện thật tốt ở trong giải đấu này và đạt được thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở trong những clip tiếp theo. Và nếu như các bạn thấy hay thì hãy ấn nút like và subscribe kênh nha. Bye bye.